Thay mặt AstraZeneca Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới Hội Y học Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã cho phép chúng tôi kết hợp với Hội Khoa học Tiêu hóa Hà Nội tổ chức hội nghị ngày hôm nay với chuyên đề thực hành lâm sàng trong quản lý xuất huyết tiêu hóa trên và cập nhật mới từ tuần lễ bệnh tiêu hóa Mỹ đi tiết đáp 2021. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn tới tiến sĩ bác sĩ Vũ Trường Khanh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật Bệnh viện Bạch Mai đã đồng ý làm báo cáo viên cho hội thảo ngày hôm nay. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn tất cả quý vị giáo sư, bác sĩ, dược sĩ đã dành thời gian buổi trưa để tham dự hội nghị trực tuyến hôm nay. Thưa quý vị, AstraZeneca là một trong năm tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới hiện nay và chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực đặc trị như tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, tiểu đường, ung thư. Đặc biệt nhóm thuốc tiêu hóa hiện nay AstraZeneca chúng tôi tự hào là những người đi tiên phong. Phương châm hoạt động của AstraZeneca Việt Nam là lấy bệnh nhân làm trung tâm và luôn dẫn đầu về khoa học. Chúng tôi luôn tổ chức hỗ trợ rất nhiều các chương trình hội nghị khoa học thông qua các chương trình đào tạo y khoa liên tục cũng như hội nghị hội thảo nhằm cập nhật các cái thông tin y khoa tiên tiến trên thế giới cho các nhà chuyên môn trong điều trị cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Việc AstraZeneca tổ chức hội thảo cập nhật hàng năm từ tuần tiêu hóa Mỹ DDW với sự tham gia báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm từ những chuyên gia hàng đầu cho lĩnh vực tiêu hóa. Chúng tôi, đó cũng chính là cái cam kết dẫn đầu với khoa học của chúng tôi nhằm mang lại nhiều cái lợi ích, những thông tin y khoa bổ ích. Trong khuôn khổ hội thảo hôm nay thì chúng tôi cũng muốn là cập nhật một số những cái mới từ cái tuần lễ bệnh tiêu hóa Mỹ DDW 2021 về xuất huyết tiêu hóa trên. Còn những cái chuyên đề khác thì chúng tôi cũng sẽ như là trào ngược Helicobacter pylori thì cũng sẽ được cập nhật sau và các chuyên gia trong những cái hội nghị trực tuyến sắp tới, thì mong quý vị tiếp tục chú ý theo dõi. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các quý vị giáo sư, bác sĩ, dược sĩ Việt Nam cũng đã hỗ trợ ủng hộ cho AstraZeneca trong suốt hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, và AstraZeneca cũng xin hứa sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhằm nâng cao cái sức khỏe cho bệnh nhân Việt Nam tốt hơn. Và cuối cùng thì xin chúc các quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp cao cả của mình. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng được kính mời tiến sĩ bác sĩ Vũ Trường Khanh, Phó Chủ tịch Hội Tiêu hóa Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật Bệnh viện Bạch Mai sẽ phát biểu khai mạc và báo cáo chia sẻ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa bác sĩ Hoàng Xuân Trà, đại diện cho công ty AstraZeneca. Kính thưa toàn thể các quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Trước hết thì chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty AstraZeneca và đặc biệt là bác sĩ Hoàng Xuân Trà đã mời tôi để hôm nay chia sẻ về một cái lĩnh vực rất hay gặp trong vấn đề giải quyết các bệnh lý về tiêu hóa. Cũng cảm ơn tất cả các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp đã dành buổi trưa hôm nay để chúng ta cùng chia sẻ nhau những cái vấn đề trong thực hành lâm sàng. Như các thầy cô và các quý đồng nghiệp đã biết thì hàng năm ấy, cái hội nghị trên thế giới mỗi lần cái dịp tổ chức thì nó là những cái điểm nhấn thôi, để giúp chúng ta nhìn lại xem là trong những cái nghiên cứu ở trên thế giới có gì cập nhật để phục vụ trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên thì các nghiên cứu thì nhiều nhưng mà để chuyển thành cái áp dụng thực hành lâm sàng thì lại không nhiều lắm, nhưng mà các cái hội nghị lớn trên thế giới thì nó là điểm nhấn để chúng ta có thể nhìn một cách tổng quan hơn và chúng ta đi sâu hơn từng vấn đề một. Thì trong các cái hội nghị hàng năm như thế thì trong về lĩnh vực tiêu hóa gan mật thì đối với xuất huyết tiêu hóa mà do lách dạ dày tá tràng hoặc còn gọi là xuất huyết tiêu hóa mà không do tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì đây là một trong những cái chủ đề và thường là được quan tâm rất nhiều trên trong các hội nghị lớn, đặc biệt là trong cái hội nghị tuần lễ tiêu hóa tại Hoa Kỳ. Thế thì tuy rằng là có những năm ấy thì chúng ta có rất nhiều nghiên cứu mới, nhưng mà cái áp dụng các nghiên cứu vào nó có thực sự là mới hay không thì câu chuyện lại là câu chuyện khác. Bởi vì sao? Có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn những công trình nghiên cứu, nhưng có khi chúng ta chỉ thay đổi được một chút thôi thì cũng đã là rất là may mắn rồi. Thì hôm nay ấy, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi sẽ điểm qua những nét cơ bản mà chúng ta đang thực hành lâm sàng, bởi vì có những vấn đề mà chúng ta thực hành lâm sàng tưởng như rất cơ bản nhưng mà khi xem lại thì chưa chắc chúng ta đã làm đúng. Rồi trên những nền mà chúng ta phải làm đúng những cái cơ bản, những cái đơn giản trước đã, rồi chúng ta mới cập nhật. Còn trước kia thì chúng tôi luôn luôn
có suy nghĩ là cập nhật, nhưng bây giờ thì chúng tôi lại nghĩ khác, bởi vì thí dụ như trong trung tâm tiêu hóa gan mật của chúng tôi thấy rằng có những điều tưởng như rất đơn giản, nhưng rồi người ta cũng không làm thường quy cho bệnh nhân. Tôi thí dụ như thế này thôi ạ. Một bệnh nhân xơ gan thì ai cũng biết là phải cân nặng, nhưng mà không phải là tất cả 100% bệnh nhân vào viện đều được cân, mặc dù cái chuyện đấy rất nhỏ, nhưng mà để thực hành lâm sàng chúng ta có thể làm thường quy được thì lại làm câu chuyện rất khác. Đặc biệt ở những cái nước mà nền y học chưa phát triển như chúng ta phải thừa nhận là nền y học của chúng ta còn ở tầm thấp. Còn ở cái tầm cao là gì, chúng tôi cũng xin nói luôn là này, tầm cao là gì, một bệnh rất đơn giản thường gặp thì vào gặp ông bác sĩ A bác sĩ B điều trị chỉ giống hệt nhau, nhưng ở Việt Nam chúng ta thì lại khác nhau, cơ bản là chưa đúng chưa giống nhau, đấy là sự khác biệt. Thế thì nhân những cái hội nghị như thế này thì cũng là cái lúc mà chúng ta sẽ nhìn lại những nét rất cơ bản, trên cơ sở đó thì chúng ta cập nhật. Và mà hôm nay thì cũng rất là xin cảm ơn công ty Astra và cảm ơn các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp, và chúng tôi cũng xin bắt đầu được cái bài chia sẻ của mình. Hôm nay thì chủ đề chúng tôi thì lại nói về loét dạ dày tá tràng, là đây là một vấn đề tưởng như là chúng ta đã thường quy, nhưng mà nó có những cái nét gì mới không thì hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ, và đặc biệt là vấn đề điều trị biến chứng của loét dạ dày tá tràng, đó là xuất huyết tiêu hóa. Về nội dung thì chúng tôi cũng xin chia sẻ về phần nguyên nhân, một số thang điểm. Thang điểm thì không có gì mới, tuy nhiên cách áp dụng thang điểm thì lại có những nét đặc biệt. Rồi vấn đề nội soi cầm máu cũng có một số những thay đổi. Về thuốc điều trị thì không có thay đổi nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng điểm qua những nét cơ bản. Về thuốc điều trị chống kết tập tiểu cầu như thuốc chống đông thì chúng ta đã thành thường quy, so với trước đây thì cũng không có nhiều thay đổi. Về nguyên nhân của loét dạ dày tá tràng thì trước đây chúng ta chỉ tập trung vào hai vấn đề, đó là vấn đề nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori ở Việt Nam của chúng ta thì vào tận khoảng 60-70% dân số. Vấn đề thứ hai là sử dụng các thuốc NSAID giảm đau không chống viêm không steroid, và đặc biệt trong những cái thuốc này chúng ta có sử dụng aspirin liều thấp để điều trị những các bệnh lý về tim mạch. Nhưng mà vấn đề thứ ba hiện nay cũng rất là nổi cộm mà trước đây chúng ta đã tưởng như chúng ta quên đi, ít đề cập khi mà cái kỷ nguyên của vi khuẩn HP được đề cập nhiều, thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta có những biến chứng hoặc là thậm chí có loét, nhưng mà khi mà chúng ta xét nghiệm HP thì bằng các phương pháp đều không thấy, rồi hỏi tiền sử thì cũng không có thuốc gì cả, thì đó người ta xếp vào cái nhóm mà không rõ căn nguyên, hay còn gọi là idiopathic. Còn cái nhóm ít gặp thì chúng ta có thể gặp như thí dụ như Zollinger Ennison, đấy là do tăng tiết axit, hoặc là một số bệnh hiếm gặp hơn đó là Crohn. Crohn không phải không có, nhưng chúng tôi hiện nay ở trung tâm tiêu hóa gan mật của bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi có một đơn vị nghiên cứu về IBD và điều trị thì thấy rằng cái tỷ lệ mà ở đường tiêu hóa trên mà tổn thương thí dụ như thực quản, dạ dày, thậm chí cả tá tràng cũng không phải là hiếm không gặp. Đối với cái nguyên nhân mà cái trường hợp mà loét dạ dày tá tràng mà không rõ căn nguyên, hay còn gọi idiopathic, thì chúng ta thấy rằng người ta thấy rằng có xu hướng ngày càng tăng khi mà cái tỷ lệ nhiễm HP ở các nước khi nay chúng ta đã diệt HP và nó giảm xuống. Thế thì ví dụ như ở Bắc Mỹ thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ này nó vào khoảng từ 10 đến 40%, ở Nhật Bản thì cũng vào khoảng trên dưới 10%, Hàn Quốc thì cao hơn đến hơn 20%, Hồng Kông thì thấp hơn vào khoảng dưới 4%. Rồi chúng tôi hôm nay cũng xin trình bày đó là cái vấn đề HP thì chúng ta đã biết rồi, ở những cái chuyên đề khác thì đó là một nguyên nhân chủ yếu, nhưng hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt là vấn đề sử các cái NSAID và các aspirin. Thì chúng ta thấy rằng trong những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng các cái thuốc giảm đau chống viêm non steroid hoặc là aspirin ấy, ta thấy rằng cái tỷ lệ loét dạ dày tá tràng của chúng ta vào khoảng từ 15 đến 30%. Nhưng mà điều mà chúng ta phải lưu ý trên lâm sàng nữa đó là tổn thương ở ruột non và gây ra xuất huyết tiêu hóa ở chúng tôi cũng là một cái nguyên nhân không hiếm gặp. Rồi nói chung rồi những cái triệu chứng mà thì tác dụng phụ gây ra chứng khó tiêu mà do NSAID thì cũng vào khoảng khoảng 50-60%. Khi mà chúng ta ở những cái vùng dịch tễ như ở Việt Nam của chúng ta, tỷ lệ nhiễm HP của chúng ta từ 60 đến 70% dân số, mà chúng ta lại sử dụng các cái thuốc khác nữa thì cái nguy cơ mà bị xuất huyết tiêu hóa nó sẽ cao hơn rất nhiều. Như trên này thì các quý thầy cô và quý đồng nghiệp sẽ thấy rằng là thí dụ như cái tác giả ở Venerito năm 2018 thì ông ấy đã tổng kết, nếu mà chúng ta sử dụng với một người có nhiễm HP mà chúng ta sử dụng thuốc NSAID thì cái nguy cơ mà xuất huyết tiêu hóa nó tăng khoảng gần gấp 3 lần. Rồi nếu mà chúng ta sử dụng cái aspirin liều thấp thì nó cũng phải khoảng 2 lần. Còn
Nếu mà chúng ta sử dụng các cái thuốc chống tiết cập tiểu cầu kèm theo thì nó phải hơn 4 lần. Rồi nữa, nếu mà cũng có nhiễm HP mà chúng ta lại phối hợp thuốc, vừa sử dụng các cái thuốc giảm tiểu cầu, chống tiết tập tiểu cầu cũng như aspirin liều thấp thì nó tăng gấp khoảng hơn 9 lần. Rồi nếu chúng ta vừa dùng NSAID cộng với lại aspirin liều thấp thì nó tăng khoảng 6 lần. Như vậy thì là khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc thí dụ như aspirin liều thấp hoặc là thuốc NSAID hoặc là chống tiết tập tiểu cầu mà người nhiễm HP thì rõ ràng cái tỷ lệ tái xuất huyết tiêu hóa nó sẽ tăng lên rõ một cách rõ rệt. Đây là cái bảng phân loại Forest. Thực ra thì cái này phần này các thầy các cô và quý đồng nghiệp đã quá rõ rồi, nhưng mà tại sao hôm nay tôi lại đưa cái slide này vào đây là bởi vì như thế này. Chúng ta thấy rằng trong thực tiễn lâm sàng ấy, ở những bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa sau khi chúng ta cầm máu xong khoảng 2 ngày sau mà chúng ta nếu mà vì một lý do gì đó mà chúng ta kiểm tra lại thì nó sẽ xảy ra một số trường hợp. Hoặc là bệnh nhân có thể vẫn còn những cái tổn thương xuất huyết tiêu hóa hoặc là những cái tổn thương đã chuyển, tức là cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa nó sẽ thấp. Thí dụ như cái nhóm mà chúng ta thấy rằng là cái Forest 2C chẳng hạn, ổ loét thì đã sạch rồi. Thí dụ cách đấy độ khoảng 2-3 ngày chúng ta là một cái ổ loét có thể là Forest 1BA hoặc 1B thì sau đó chúng ta sử dụng PPI và chúng ta đã cầm máu tất cả mọi chuyện thì nó đã sạch như thế này. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ tái xuất huyết nó lại từ 0 đến 13%, tức là nó rất dao động. Và bởi sao cái ngưỡng này chúng ta mới cần phải tính chuyện trên lâm sàng. Một bệnh nhân nếu mà khi ta nội soi mà Forest 2C mà ở những người mà không có bệnh lý đi kèm thì thường là chúng ta sẽ có chuyển cho ra viện, hoặc là nếu mà ngay từ lúc đầu mà chúng ta thấy hình ảnh này thì chúng ta có thể điều trị ngoại trú. Nhưng mà thực tế thì này, trong cái số này nếu mà chúng ta điều trị ngoại trú thì có vẻ như này cũng không ổn lắm, bởi vì có một tỷ lệ tái xuất huyết tới tận 13%. Chính vì vậy mà người ta, một số tác giả mới thấy rằng là khi mà nội soi Forest là như thế kết hợp với thang điểm Rocco. Thang điểm Rocco thì gồm có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố Rocco lâm sàng, và thứ hai là Rocco là sau khi đã chúng ta đã nội soi. Thì khi mà trước đây thì người ta chỉ quan tâm rằng là tổng số điểm thôi. Nếu mà điểm Rocco ở một người xuất huyết tiêu hóa mà trên 8 điểm thì nguy cơ tử vong và tái xuất huyết cao. Một người ở dưới 3 điểm thì cái tiên lượng rất là tốt. Nhưng mà trong một số cái nghiên cứu thì người ta đã thấy rằng khi mà chúng ta tính với điểm Rocco thì nó có một cái đặc điểm sau. Các tác giả trên thế giới, ví dụ như tác giả Yang năm 2020 thì trên cái tạp chí nội soi phẫu thuật ấy, thì ông ấy thấy rằng là như thế này. Nếu mà chúng ta khi mà điểm Rocco mà trên lớn hơn bằng 6 điểm thì ở những cái người mà trước đó đã được xuất huyết tiêu hóa, được cầm máu mà bây giờ chúng ta soi thấy hình ảnh Forest 2C thì thấy rằng là cái nguy cơ mà ở những bệnh nhân này sẽ có sự tái xuất huyết. Thí dụ như là nếu Rocco trên 6 thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tái xuất huyết sau 14 ngày là 8,1%, và đến ngày thứ 28 tức là sau 4 tuần thì vào 10,2%. Trong khi đó nếu mà cái thang điểm Rocco mà lại dưới 6 thì nội soi mà Forest 2C thì người ta thấy không có một bệnh nhân nào có tái xuất huyết. Như vậy nếu mà trên thực hành lâm sàng thì người ta cho rằng là nếu thang điểm Rocco toàn bộ mà của chúng ta trên 6 điểm, còn nội soi và dù có Forest 2C thì cái khả năng tái xuất huyết độ khoảng trên dưới 10%. Như vậy thì bệnh nhân phải cần nằm viện dài hơn, cần phải truyền máu. Rõ ràng là như vậy thì khi mà chúng ta kết hợp cái thang điểm này cộng với nội soi thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ có ý nghĩa tiên lượng. Thì đây là những cái điểm mà trong những cái hội nghị như tuần lễ tiêu hóa năm 2021 người ta có đề cập. Đây là những cái áp dụng đối với thang điểm. Và trong cái nghiên cứu của tác giả Yang này thì đã chứng minh rõ ràng khi mà Rocco mà dưới 6 thì nội soi Forest 2C thì sẽ an toàn để chúng ta có thể điều trị ngoại trú. Thứ hai là vì cái thang điểm Glasgow Black Force thì đây thang điểm này gồm có huyết áp, nhịp tim, lâm sàng, bệnh đi kèm, rồi xét nghiệm về ure có cao không và xét nghiệm huyết sắc tố. Thì cái thang điểm này người ta cũng tính điểm từng cái điểm cụ thể. Và người ta thấy rằng là nếu trong trường hợp mà cái thang điểm này là dưới 1 thì chúng ta không phải can thiệp trên nội soi. Như vậy thì cái này thì cái điều này thì không có gì mới. Cái điều này thì là tất cả từ trước đến nay chúng ta đã rõ rồi. Ví dụ ở những cái tuyến mà không có điều thực hiện để cầm máu qua nội soi thì chúng ta nội soi xong mà chúng ta thấy mọi chuyện ổn là chúng ta có thể có bệnh nhân có điều trị ngoại trú. Nhưng mà vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập ở đây là qua một số cái nghiên cứu, thí dụ như là nghiên cứu năm 2017 của Stanley ấy, thì khi mà thang điểm so sánh những thang điểm Glasgow Black Force với cái cut-off là điểm theo số nhỏ nhỏ hơn bằng 1 hoặc thang điểm M65
hoặc là thang điểm Rockwell khi mà vào viện. Thế thì người ta mới thấy rằng là đối với khi mà thang điểm Glasgow mà dưới một điểm thì chúng ta thấy rằng cái độ nhạy nó rất là cao, dưới 98,6% cho chúng ta cho phép như thế này. Những cái ca đấy, cái tỷ lệ phải truyền máu cũng rất thấp, chỉ 1,8%, nội soi can thiệp cũng rất thấp, chỉ có 1,4%. Bởi vì nếu mà dưới 1 thì chúng ta còn gần như không phải can thiệp nữa. Và can thiệp phẫu thuật cũng như là can thiệp khác thì của chúng ta nó chỉ 0,4%. Thì đây là cái điểm mà người ta được đề cập từ trong những cái đồng thuận từ năm 2019 rồi, cũng như là trong những cái hội nghị về xuất huyết tiêu hóa ở tuần lễ tiêu hóa thế giới ở tại Mỹ Hoa Kỳ năm nay thì người ta cũng đề cập vào vấn đề này. Vấn đề chúng ta hồi sức và truyền dịch truyền máu như thế nào thì từ năm 2018 thì tác giả Lewis sau khi mà đã tổng hợp đấy các cái nghiên cứu với cái số lượng rất nhiều như vậy, chúng ta có vào khoảng hơn 50 cái nghiên cứu khi mà chúng ta chưa truyền máu, chúng ta có các cái chế phẩm khác để chúng ta so sánh thì với hơn 30.000 bệnh nhân có thể là chúng ta truyền albumin hoặc là plasma hoặc là chúng ta dùng các cái dung dịch cao phân tử nhưng mà dạng tinh bột hoặc chúng ta truyền gelatin hoặc là chúng ta sử dụng các cái dung dịch muối đặc trương hoặc là đường đặc trương. Thế thì người tác giả thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong là không có sự khác biệt giữa các cái nhóm này. Như vậy thì rõ ràng trong thực tế lâm sàng là ta không nhất thiết phải sử dụng các albumin, ta không có nhất thiết phải sử dụng plasma, chúng ta cũng không phải nhất thiết sử dụng các cái dung dịch cao phân tử, bởi vì dung dịch cao phân tử nó sẽ đắt hơn so với các dung dịch muối và đường đặc trương. Chính vì vậy mà trong lúc chờ truyền máu chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái dung dịch thông thường mà chúng ta có mà để mà vẫn giá thành thì thấp mà vẫn có thể an toàn cho người bệnh. Đấy là vấn đề hồi sức về truyền dịch cho người bệnh. Thứ hai là về truyền máu thì cũng giống như những lần trước chúng tôi đã trao đổi thì những cái nghiên cứu kinh điển từ 2013 thì tác giả Vinanur đã nghiên cứu giữa một cái nhóm truyền máu hạn chế. Trong nghiên cứu của tác giả thì tác giả chọn là truyền máu hạn chế là gì, khi mà huyết sắc tố dưới 70 gram lít thì bắt đầu mới truyền ở người bình thường không có bệnh lý về tim mạch. Nhóm thứ hai là truyền máu tự do, tức là cứ dưới 90 huyết sắc tố dưới 90 gram lít thì bắt đầu truyền, thì thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong thì ở cái nhóm mà truyền máu rộng rãi sẽ nhiều hơn cả. Như vậy thì rõ ràng là như chúng ta nên là chúng phải truyền máu hạn chế chứ không truyền máu rộng rãi, vừa tốn tiền tốn chế phẩm của máu, bởi vì máu thậm chí chúng ta có tiền thì trong những thời điểm đặc biệt như hiện nay chúng ta có dịch chẳng hạn, những đợt dịch của COVID-19 này thì chúng ta sẽ càng thiếu máu, thì như vậy thì đấy là quan điểm về mặt thống nhất thì từ trừ 2013. Thế thì có điểm gì mới không thì chúng tôi xin đưa ra những dẫn chứng về vấn đề truyền máu tiếp theo. Thế thì năm 2017 thì trong một cái nghiên cứu gộp, thế thì tác giả Orutayo ông ấy đưa ra rằng là thế thì khi mà chúng ta truyền máu hạn chế thì so với lại cái nhóm truyền máu mà rộng rãi thì như thế nào, thì thấy rằng cái tỷ lệ tử vong chúng ta nhìn thấy cái chỉ số RR nó chạy từ 0,44 đến 0,97, tức là cái chỉ số này nó ủng hộ việc là chúng ta tức là không có sự tức là đối với truyền máu là chúng ta sẽ ủng hộ cái truyền máu hạn chế. Thứ hai nữa là trên cái slide này thì cái phần phần đồ thị phía dưới thì là vấn đề về tái xuất huyết cũng vậy, thì chỉ số RR là từ 0,4 đến 0,84 cũng ủng hộ cái việc là chúng ta truyền máu hạn chế. Như vậy thì kết quả nghiên cứu này thì chúng ta cũng nghiêng về cái truyền máu hạn chế với cái nghiên cứu, đây là nghiên cứu gộp. Tất nhiên là cái số lượng bệnh nhân cũng chủ yếu là từ cái nghiên cứu của Venanua. Thế thì ngoài cái chuyện mà bây giờ tỷ lệ tử vong không khác nhau, tử vong là chúng ta nên truyền máu hạn chế rồi, thì bây giờ người ta xem rằng truyền máu hạn chế thì có những cái nhược điểm gì khác hay không. Người ta bắt đầu phải tính các chỉ số. Thứ nhất là có nhồi máu cơ tim tăng hay không, thì thấy rằng trong nghiên cứu này thấy rằng không có sự khác biệt về nhồi máu cơ tim khi mà chúng ta truyền máu hạn chế cũng như truyền máu rộng rãi. Rồi tương tự về đột quỵ cũng vậy, và tương tự như vậy tổn thương thận cấp sau khi xuất huyết tiêu hóa cũng thế. Như vậy thì rõ ràng là một lần nữa thì để chứng minh rằng chúng ta nên truyền máu hạn chế ở những người xuất huyết tiêu hóa. Chúng ta đưa sang một phần thứ hai, đó là những người mà có
Xuất huyết tiêu hóa nhưng có bệnh mạch vành. Trước đây thì chúng ta cho rằng bệnh mạch vành thường ở những người lớn tuổi, nhưng thực tế hiện nay có những người rất trẻ tuổi mà vẫn có bệnh lý mạch vành. Thế thì như thế nào? Thì trong cái nghiên cứu của ông khi phân tích ở dưới nhóm thì ông mới thấy rằng là nếu mà ở những người mà có bệnh lý mạch vành mà bị xuất huyết tiêu hóa do lát dạ dày tái tràng mà đã truyền máu, thì thấy rằng đối với chúng ta truyền máu hạn chế hay là chúng ta truyền máu rộng rãi thì cái tỷ lệ tử vong không có sự khác nhau với cái chỉ số RR nó chạy từ 0,58 đến 1,59. Đấy, tuy nhiên thì trong cái nghiên cứu này thì lại chỉ ra rằng nếu mà chúng ta truyền máu khi mà chúng ta truyền máu thì cái tỷ lệ tử vong không thay đổi, nhưng có vẻ như bệnh lý mạch vành hoặc là nhồi máu cơ tim mới xuất hiện thì lại có vẻ như là đối với truyền máu hạn chế thì nó sẽ xuất hiện nhiều hơn với cái chỉ số RR là từ 1,18 đến 2,7. Chính vì vậy mà có người ta sẽ các cái đồn đồng thuận ngày nay người ta mới nghiêng về như thế này. Thứ nhất là đối với một người mà không có phát hiện bệnh lý mạch vành trước đó thì chúng ta truyền cái khối hồng cầu khi mà dưới 80 gram lít và cho ta đưa trên 80 gram. Trước đây ấy, thì với cái nghiên cứu 2013 của Venanua thì ông ấy lấy nghiên cứu là 70 gram, nhưng mà trong cái đồng thuận thì các tác giả trên thế giới mới ngồi bàn với nhau rằng dù sao thì trong cái nhóm mà chưa phát hiện bệnh lý mạch vành ấy, không phải là tất cả những người đấy đều khỏe mạnh và vẫn có người có thể có bệnh lý mạch vành. Do đó họ thống nhất với nhau là không để ở dưới 70 mà người ta đưa đến cái ngưỡng 80. Thì đây là những điểm mà trong thực hành từ những 2019 người ta bắt đầu đã sử dụng. Thứ hai nữa là với cái nghiên cứu trước mà chúng ta xem ở dưới phân nhóm như vậy thì người ta khuyến cáo là ở những người có bệnh lý về mạch vành ấy, thì phải truyền máu để đạt cái huyết số sắc tố cao hơn so với những người kia. Như vậy thì người ta thấy là có lẽ là lên 100 gram thôi, chứ còn bây giờ 990 hay trên 100 thì cũng rất là khó vì không có nghiên cứu nào tỉ mỉ để so sánh. Nhưng mà rõ ràng như vậy, nếu có bệnh lý mạch vành chúng ta đưa trên 100 gram trên lít, còn nếu người bình thường trẻ khỏe mà không có bệnh lý mạch vành trước đó thì chúng ta truyền máu khi mà dưới 80 gram và đưa trên 80 gram lít. Thì đây là những điểm mà chúng ta đã đồng thuận từ những 2019, nhưng mà đến nay thì trong cái hội nghị về tuần lễ tiêu hóa ở Mỹ thì người ta lại nhắc lại. Trước đây thì chúng ta thấy rằng như thế này, từ những cái đồng thuận về xuất huyết tiêu hóa từ năm 2010 từ cái nhóm của tác giả Bakun hồi đó đồng thuận thì các ông đã đồng thuận như thế này. Tất cả những trường hợp nào ấy mà đông máu chỉ số INR mà trên 2,5 ấy thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Xong rồi chúng ta mới nội soi, vì trên cái cơ sở lý thuyết là như thế này. Thí dụ nếu mà đông máu thấp thì ta kẹp một cái clip, ta biến một cái tổn thương thành hai tổn thương, bởi vì hai càng clip của chúng ta là có hai, là sẽ kẹp thành hai cái tổn thương ở trên niêm mạc của hai bên của ổ loét. Thế thì cái nghiên cứu năm 2017 của tác giả Nhật Bản của Naoichi đã chứng minh rằng như thế này. Nếu mà chúng ta cứ soi ngay đi, cầm máu ngay đi và so sánh thì thấy rằng không có sự khác biệt về nguy cơ tái xuất huyết giữa cái người mà được điều chỉnh. Ví dụ chúng ta chuyển plasma hay gì đó để điều chỉnh INR đối với những người mà trên 2,5. Nhưng có một điều rất là thú vị là nghiên cứu của ông lại chỉ ra rằng nếu mà chúng ta mà điều chỉnh cái INR mà nó thấp xuống thì cái nguy cơ về huyết khối nó lại tăng lên. Và cái chỉ số này là cái chỉ số nguy cơ này, OR nó lại chạy từ 1,5 đến 35,3. Như vậy thì rõ ràng là người ta thấy rằng là qua những cái này thì không nhất thiết mà chúng ta phải chờ nội soi. Nếu khi lâm sàng cho phép, chúng ta có điều kiện nội soi cầm máu thì chúng ta cứ nội soi sớm, chứ không nhất thiết chúng ta phải chờ để có đầy đủ yếu tố. Và đến 2019 thì cũng tác giả Bakun này, ông đã cùng với nhóm đồng thuận đã khuyến cáo rằng là không cần chờ mà chúng ta cứ nội soi. So đây là điểm khác từ 2019 với 2010, và cái này thì cũng được nhắc lại trong cái hội nghị năm nay. Chúng tôi cũng ở Việt Nam ấy thì ở các bệnh viện thì chúng tôi cũng có tùy từng các bệnh viện, nhưng mà ở tại trung tâm tiêu hóa gan mật bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi ấy, thì tất cả các bệnh nhân sau khi vào khoa cấp cứu thì bệnh nhân nào mà cho phép là chúng tôi tiến hành nội soi ngay. Còn các nước ấy, thì mà tôi được biết thì trừ có Nhật Bản là nội soi ngay, còn các nước thì người ta không nội soi ngay, bởi vì là nội soi của người ta thực ra nội soi cũng rất đắt tiền. Thí dụ như nếu vào ban đêm người ta thấy chưa phải nội soi ngay thì để sáng hôm sau, thậm chí là nội soi vào cuối tuần thì người ta nội soi
và để ở đứng thứ hai, bởi vì người ta thường các bác sĩ chuyên khoa về nội soi người ta trực ở nhà on call, và người ta vào thì công người ta vào thì sẽ chi trả rất nhiều. Thế thì chúng tôi mới xem rằng cái thời gian nội soi trong rất nhiều cái đồng thuận trước nay thì chúng ta đổi có những ý kiến như sau. Có tác giả thì cho rằng là phải nội soi trước 2 giờ, có tác giả phải cho là trước 6 giờ, có tác giả nói rằng là nếu mà những bệnh nhân mà có chỉ số nguy cơ cao, thí dụ như Glasgow Breakfast mà trên 12 điểm, có tác giả thì trên 8 điểm, hoặc Rocco mà trên 6 điểm, thì chúng ta phải soi sớm, trước 12 giờ. Tức là rất nhiều ý kiến khác nhau. Chính vì vậy mà các tác giả trên thế giới phải cần biết rằng thời gian nào, thời gian thích hợp để chúng ta nội soi, nếu trong trường hợp mà chúng ta có thể trì hoãn được. Thế thì đến năm 2018 thì tác giả Sian ông đã review lại, thì ông mới xem lại ở 20 cái nghiên cứu và để xem thời gian nào thích hợp. Thì trong nghiên cứu này ông mới thấy rằng một điểm là những người nào bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa mà vào viện vào cuối tuần hoặc là vào viện vào không phải giờ làm việc thì có vẻ như tỷ lệ tử vong cao hơn, với cái chỉ số OR ở trong nghiên cứu gộp này là từ 1,04 đến 1,18, đấy là tỷ lệ tử vong. Thế thì tiếp tục trong nghiên cứu ông ấy chỉ ra rằng là vì sao mà những người này tỷ lệ tử vong cao vẫn điều trị như nhau. Thế thì ông ấy thấy rằng là những người mà được vào viện vào những cái giờ mà không phải giờ làm việc, tóm lại như tí cuối tuần chẳng hạn, thì thường là không bao giờ soi trước 24 giờ và thường phải soi sau 24 giờ. Đây cũng chính là một cái nguyên do mà người ta cho rằng là tăng tỷ lệ tử vong. Chính vì vậy mà các cái đồng thuận đến nay thì vẫn thống nhất rằng là như vậy thì lấy cái thời gian 24 giờ là mốc, gọi là soi sớm, trong khoảng 24 giờ được gọi là soi sớm. Còn không có đồng thuận là khi nào nguy cơ cao thì soi trước 6 giờ hay trước 12 giờ, thậm chí trước 2 giờ. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy một thực tế như này, trong thực hành lâm sàng ấy, thì nếu chúng ta có điều kiện soi ngay, thí dụ như chúng tôi đều có bác sĩ trực tại khoa vừa khám từ vừa trực lâm sàng vừa khám nội soi, thế thì trong điều kiện đó chúng ta mở ra mà chúng ta thấy những cái chảy máu nó đang phun rất là nhiều thì chúng ta kẹp vào thì rõ ràng nó sẽ ổn hơn, chúng ta có rất nhiều phương pháp để kiềm máu. Thứ hai là chúng ta chẩn đoán, không ai cấm là một người sơ gan nhưng mà lại có lát dạ dày tá tràng chẳng hạn, chúng ta lâm sàng mà chúng ta chưa nội soi thì chúng ta nghĩ là xuất huyết tiêu hóa mà do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, vì lâm sàng là có bệnh lý gan. Nhưng mà khi nội soi thì rõ ràng là lại có cả xuất huyết tiêu hóa do lát dạ dày tá tràng, còn các cái bùi tĩnh mạch thực quản dạ dày lại không vỡ. Chính vì vậy mà quan điểm của chúng tôi là trong điều kiện mà chúng tôi có thể được, chúng tôi bao giờ cũng nội soi sớm, thường là vào cấp cứu mà huyết động ổn định là chúng tôi tiến hành sổ nội soi ngay. Đấy là như vậy. Và điều đó thì cũng không phải riêng chúng tôi, mà chúng tôi chia sẻ họ cùng với các tác giả Nhật Bản thì tác giả Nhật Bản cũng đồng ý là như vậy. Thế còn vấn đề điều trị các giảm chết axit thì các cái PPI thì chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, chúng ta vẫn dùng cái liều bolus chẳng hạn isomiprazole 80 mg, sau đó chúng ta duy trì 80 mg trong giờ, trong ít nhất là 72 giờ, sau đó thì chúng ta có thể chuyển sang đường uống. Và trong cái nghiên cứu thì từ 2014 các tác giả đã nghiên cứu khi mà sử dụng isomeprazole với cái liều 40 mg một ngày, hoặc là cái liều mà 80 mg một ngày, thì trong nghiên cứu này đã chứng minh một điều rằng là khi mà đối với những trường hợp mà đặc biệt là những người có nguy cơ cao, tức là cái điểm mà Rocco mà trên 6 ấy, thì khi mà chúng ta sử dụng PPI liều gấp đôi trong vòng 2 tuần thì sẽ giúp cho, sẽ làm giảm cái tỷ lệ tái xuất huyết. Như vậy thì rõ ràng là việc này là cần thiết để chúng ta duy trì PPI với cái liều gấp đôi. Vấn đề xử lý trong nội soi thì trước đây chúng ta thấy rằng đây, những điểm này thì cơ bản là không có gì mới. Là thứ nhất là không sử dụng epinephrine đơn thuần thì chúng ta đã có biết từ lâu rồi. Tiêm sơ thì hiện nay chúng ta trên ở Việt Nam thực hành là chúng ta cũng ít sử dụng phương pháp này. Phương pháp cầm máu bằng clip là thông dụng nhất, các nơi chúng ta, cả các tuyến chúng ta có thể đều làm được. Dùng phương pháp dùng đầu dò nhiệt thì cũng một số nơi chúng ta sử dụng. Rồi argon plasma gần đây thì cũng rất nhiều các cái bệnh viện lớn chúng ta đã sử dụng. Nhưng có mấy điểm này thì chúng tôi cũng xin nhấn mạnh, đó là sử dụng cái hemospray. Đó là chúng ta xịt một cái chất mà cầm máu băng trên bề mặt. Rồi nữa là một cái loại overscope clip, tức là cái gì? Nó có như một cái hàm ở cái đầu của chúng ta lắp vào đầu máy soi, sau đó chúng ta có thể ngoạm chặt lấy cái tổn thương mà đang chảy máu trong những trường hợp mà cái phương pháp khác thất bại. Rồi coagrapper là gì? Đây thực ra là một cái kìm chúng tôi sử dụng trong cái làm ESD. ESD để chúng ta cắt hớt ung thư dạ dày sớm. Thế thì trong quá trình làm ngày trước thì chúng tôi thấy này, cái thời mà chúng tôi chưa đọc báo
thì đã triển khai cái này rồi. Thì chúng tôi thấy rằng là đối với những trường hợp mà tổn thương mạch máu ấy, khi mà chúng tôi cắt vào đứt cái mạch máu thì kẹp vào rất là hữu hiệu. Chính vì vậy mà những trường hợp thất bại trước đây chúng ta kẹp bằng clip đơn thuần, cái loại clip rẻ tiền ấy. Thế thì chúng tôi thấy rằng là thế thất bại thì chúng tôi mang cái Coa Grapper là chúng tôi cặp. Theo cái suy nghĩ của chúng tôi là lúc ấy cái mạch máu lớn là chúng mang cái đấy thì gặp tốt hơn, thì đúng là nó cầm máu tốt thật. Thế thì bây giờ hôm nay chúng tôi lại trình bày với tất cả các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp là có những cái nghiên cứu gộp trên thế giới người ta đã chứng minh rồi. Vai trò của Hemo Spray là như thế nào? Hemo Spray thì ở Việt Nam chúng ta là có rồi, nhưng mà cái này cái dung dịch xịt này nó hơi đắt tiền, nó vào độ khoảng gần 20 triệu. Thế thì từ năm 2017 thì có một cái nghiên cứu là ngẫu nhiên đối chứng, tuy nhiên số lượng không nhiều nhưng mà nó lại đảm bảo là ngẫu nhiên đối chứng, thì đã chứng minh này cái tỷ lệ khả năng cầm máu thành công ấy ở cái cột xanh này kìa, ta thấy rằng là cả các phương pháp khác của Hemo Spray thì nó cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê từ 90 đến 100%, nhưng mà Hemo Spray tuy đắt như thế nhưng nó lại có một cái nhược điểm là tái xuất huyết rất cao. Phương pháp khác chỉ trung bình 10% thì nó tới hơn 30%. Và đây là cái nghiên cứu từ 2015 thì tác giả, đây có tác giả Chen ấy, thì ông mới thấy rằng cái này, nếu mà xuất huyết tiêu hóa mà loét dạ dày mà Forest 1A mà đang phun thành tia ấy, thì mà ta dùng cái Hemo Spray ấy, thì cái tỷ lệ nó tái xuất huyết là tới 4% trong 72 giờ và thêm nữa là sau 72 giờ là 20%, như vậy là cộng dồn lại thì nó là tới 60%. Tất nhiên cái nghiên cứu của ông không nhiều nhưng đây cũng là một cái lưu ý của chúng ta. Như vậy, rồi thí dụ như cái tổn thương Dianefor là những cái tổn thương mạch máu thì chúng ta thấy rằng tổng dồn vào tái xuất huyết sau đó tới 80%. Như vậy thì đây là một phương pháp có tốt không? Cũng tốt với một số trường hợp. Thí dụ như chúng ta xem là những trường hợp mà khối u đang chảy máu ấy, thì mặc dù 28 cái khối u đấy thôi nhưng mà thấy rằng là cái tỷ lệ tái xuất huyết của cái khối u ấy thì nó thấp hơn nhiều so với lại những cái mạch máu mà đang hoạt động. Và bây giờ người ta cũng đang thử nghiệm đối với những cái thí dụ như cái ung thư dạ dày, nếu mà ta mà dùng các phương pháp khác không ổn, thí dụ như ở bề mặt nó cứ rỉ máu, trong những trường hợp thì khối u thì người ta xịt vào có vẻ là có hiện tốt, nhưng mà những cái mạch máu mà đang phun thì nó lại cầm được, nhưng mà sau đó thì nó tái xuất huyết cao. Chính vì vậy mà chúng ta phải lưu ý áp dụng phương pháp này trong những trường hợp nào. Thí dụ như Forest 2A chẳng hạn thì lại không có tác dụng. Nhưng mà, quên xin lỗi, 1A đang phun thành tia đi. Nhưng mà 1B thì lại tác dụng hơn. Đấy, hoặc là những cái trường hợp mà nó rỉ máu khác thì chúng ta có tác dụng. Còn hoặc là đặc biệt Dianofor thì ta không nên sử dụng những phương pháp này trong mà chúng ta cầm máu. Nữa đó là cái phương pháp mà cụ dùng cái thiết bị cùng gọi là dùng kìm Foxep hay là dùng cái Coa Grapper mà chúng ta hay sử dụng trong cắt tách niêm mạc ESD chẳng hạn, thì chúng ta thì năm 2020 tác giả Kama ông đã làm một cái review để xem so sánh cái dụng cụ này so với phương pháp khác thì cầm máu ban đầu thì như thế nào. Thì so với các cái hemoclip khác thì nó không có tác dụng, có cầm máu ban đầu không có khác nhau, xin lỗi không phải không có tác dụng mà không khác nhau, nhưng mà riêng so với này, đầu dò nhiệt thì nó ưu thế hơn. Tất nhiên là cái phương pháp sử dụng heater probe của Việt Nam của chúng ta cũng không sử dụng nhiều lắm nhưng các nước họ sử dụng. Rồi đối với ác ông plasma thì cái phương pháp về cầm máu ban đầu thì cái tỷ lệ thành công giữa cái Coa Grapper này với cái này thì không có sự khác. Tuy nhiên thì nó lại khác ở những cái tái xuất huyết. Đối với trường hợp mà so sánh với Coa Grapper tức là cái cầm máu bằng Forceps so với cái clip ấy, thì thấy rằng chỉ số OR này nó ủng hộ cái việc sử dụng cái cầm máu bằng Forceps với chỉ số OR bằng 0,07 đến 0,67. Thế, rồi đối với phương pháp mà heater probe tức là dùng với đầu dò nhiệt so với cái phương pháp cầm máu bằng Forceps thì nó cũng ủng hộ Forceps là chỉ số OR nó bằng 0,01 đến 0,49. Tuy nhiên thì so sánh tỷ lệ tái phát với cầm máu bằng argon plasma thì không có sự khác biệt, nó chạy từ 0 OR và 0,43 đến 4,69. Như vậy là cái phương pháp mà cầm máu bằng Coa Grapper hay gọi là Foxep ấy thì nó có ưu thế là làm giảm tỷ lệ tái xuất huyết so với các phương pháp như hemoclip hoặc là heater probe, nhưng mà không ưu thế hơn so với argon plasma. Thì đây là những điểm mà cũng được đề cập trong hội nghị năm nay. Rồi nữa, đó là cái phương pháp mà chúng ta gọi là over scope clip ấy. Thì xin lỗi cái kia nó là viết tắt đó là OTSC. Thế thì chúng tôi xem là các nghiên cứu gộp của năm 2019 thì tác giả John đã thấy rằng là trong gần 800 tổn thương thì cái tỷ lệ cầm máu ban đầu nó cũng rất cao.
là tới 95,7% và tỷ lệ tái xuất huyết nó thấp hơn hẳn so với phương pháp khác. Chúng ta có thể tưởng tượng là giống như là chúng ta khâu lại cái tổn thương đó. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp này thì nó cũng sẽ có ưu điểm hơn, tuy nhiên giá thành thì đắt. Chính vì vậy cũng khoảng sấp xỉ 20 triệu. Nhưng mà đó thì cũng là một cái cứu cánh để chúng ta có thể áp dụng được để chúng ta cầm máu trong thực hành lâm sàng. Và cái dụng cụ này thì ở Việt Nam hiện nay cũng đã bán và chúng ta có thể mua được, tuy nhiên thì bệnh nhân bảo hiểm thì vẫn không được chi trả. Đối với trường hợp mà phần trước chúng ta có đề cập là trường hợp loét dạ dày mà không rõ căn nguyên hay là đi tự phát hoặc là idiopathic, thì người ta thấy rằng là nếu mà đối với loét dạ dày mà do HP mà có xúc xích tiêu hóa, so sánh với nhóm loét dạ dày mà không có HP mà không có quan nguyên nào cả, thì thấy rằng khi mà theo dõi dọc thì cái tỷ lệ tái xuất huyết của xuất huyết tiêu hóa mà không rõ quan nguyên nó tăng gấp 4 lần so với lại những trường hợp mà có HP, sau đó chúng ta diệt HP. Đấy, và người ta thấy rằng khi sử dụng cái famotidine hoặc là với PPI thì người ta thấy rằng cái tái xuất huyết ở những bệnh nhân sử dụng PPI thì tốt hơn hẳn so với famotidine. Tuy nhiên không có sự khác biệt rõ ràng về mặt thống kê y học với cái P là 0,313. Nhưng người ta các tác giả cũng vẫn có xu hướng rằng chúng ta nên sử dụng PPI bởi vì là một đằng rằng tỷ lệ nó là 0,88 trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái PPI, còn trường hợp chúng ta sử dụng famotidine thì tỷ lệ tái xuất huyết nó đạt 2,63. Như vậy thì rõ ràng là ta nên sử dụng PPI để đối với những trường hợp mà tái xuất huyết mà những ổ loét mà không rõ căn nguyên do HP hoặc là do chúng ta không sử dụng cái thuốc NSAID hoặc những aspirin. Vấn đề nữa thì cái vấn đề aspirin thì sử dụng trong những người xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng, thì các quý thầy cô và quý đồng nghiệp thì chúng ta đã rõ rồi, khi mà chúng ta sử dụng aspirin thì tỷ lệ xuất huyết tái phát nó sẽ cao gấp đôi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không sử dụng aspirin thì tỷ lệ tử vong nó cao gấp 10. Thì rõ ràng thì chúng ta đã thống nhất về sử dụng cái aspirin rồi. Thế như vậy thì làm sao cho chúng ta sử dụng aspirin mà nó an toàn? Vậy thì trước đây thì người ta cho rằng là hay là chuyển sang clopidogrel. Thì khi người ta thấy rằng là nếu mà sử dụng aspirin ấy và cộng với PPI ấy, thì sẽ hiệu quả hơn là so với lại clopidogrel cộng với lại PPI. Đấy, trên biểu đồ chúng ta rõ ràng với chỉ số HR bằng là chạy dưới 1. Như vậy thì khi mà chúng ta phải sử dụng aspirin thì chúng ta vẫn cứ phải dùng aspirin, lúc đó chúng ta cộng với PPI, thì chứ không phải là chúng ta đổi sang clopidogrel thì nó sẽ an toàn hơn. Có một vấn đề này nữa, thì vấn đề này thực ra thì 2018 chúng ta có đồng thuận rồi, nhưng mà trong nghiên cứu rất cái tuần lễ tiêu hóa năm nay thì người ta cũng nhắc lại thôi. Thí dụ như là đối với những trường hợp mà chúng ta đang dùng cái thuốc mà kháng kết tật tiểu cầu, thế thì bây giờ có xuất huyết tiêu hóa loét dạ dày tá tràng thì sao? Trước đây thì chúng ta cho rằng là cứ truyền khối tiểu cầu vào thì nó sẽ giảm. Thì năm nghiên cứu của 2017 thì tác giả Zako người đã chứng minh rằng nếu mà chúng ta truyền khối tiểu cầu ấy, thì tỷ lệ tái xuất huyết giữa nhóm truyền và không truyền không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong thì nó cao hơn hẳn với cái chỉ số OR là chạy từ 1,52 đến 27. Bởi vì sao? Người ta giải thích rằng là khi chúng ta những cái người mà đã phải sử dụng thuốc chống kết tật tiểu cầu, thí dụ như bệnh lý mạch vành hoặc là đặt stent mạch vành ấy, thì khi mà chúng ta truyền tiểu cầu vào thì cái nguy cơ nó tắc nó sẽ cao hơn, và đấy là điều lý giải tại sao tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn. Chính như vậy, do đó ở những trường hợp mà đang dùng các thuốc chống kết tật tiểu cầu thì việc truyền khối tiểu cầu là không hiệu quả. Mặc dù tôi biết đâu đó ở các bệnh viện, các bác sĩ kể thậm chí chuyên khoa huyết học vẫn chỉ định rằng truyền khối tiểu cầu, nhưng mà rõ ràng về mặt y học bằng chứng đã chứng minh là không có tác dụng, mà thậm chí còn làm tăng nguy cơ tử vong ở những người mà đang phải sử dụng các thuốc chống kết tật tiểu cầu. Các cái thuốc chống đông thì chúng ta lại biết rồi, những cái nghiên cứu kinh điển đã có rồi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta không dùng lại thì tỷ lệ tử vong nó sẽ bị huyết khối nó sẽ tăng cao. Thế còn nếu mà chúng ta dùng sớm mà trước 7 ngày thì tỷ lệ tái xuất huyết nó rất là cao. Như vậy thì người ta khuyến cáo rằng chúng ta phải sử dụng thường là sau 7 ngày, nhưng mà cũng không để muộn quá, bởi vì nếu muộn quá mà sau 1 tháng thì tỷ lệ huyết khối và tử vong nó sẽ rất cao hơn, tương tự như cái tỷ lệ đối với người không sử dụng. Như vậy thì chúng ta cũng lưu ý để sử dụng và
Và khi mà chúng ta phải sử dụng thuốc chống đông thì người ta khuyên cáo là khi chúng ta sử dụng PPI thì cái chỉ số HR nó sẽ là từ 0,3 đến 0,55, nó ủng hộ việc sử dụng này sẽ làm giảm cái tỷ lệ mà tái xuất huyết ở những người mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng thuốc chống đông, nếu không thì sẽ gây ra huyết khối và gây tăng tỷ lệ tử vong là như vậy. Như vậy tóm lại là gì? Rất dạ dày tái tràng đã lâu, chúng ta khi mà quỷ nguyên có HP thì chúng ta đã nhầm HP. Sau đó thì chúng ta sử dụng rất nhiều aspirin liều thấp thì chúng ta lại nhầm aspirin liều thấp. Nhưng đến nay người ta thấy rằng ngoài hai thủ phạm chính còn một cái thủ phạm nữa mà chúng ta không biết nguyên nhân. Đó người ta gọi là không rõ nguyên căn nguyên. Và cái thủ phạm này cũng chính là nguyên nhân mà gây ra xuất huyết rất dạ dày tái tràng và tái phát. Như vậy thì trong những trường hợp này chúng ta phải sử dụng PPI thì sẽ làm giảm cái tỷ lệ nó tái phát, tất nhiên không hết hẳn. Rồi chúng ta áp dụng thang điểm trên lâm sàng. Trước đây chúng ta hay nói về Glasgow Breakfast, nhưng nếu mà ở một bệnh nhân mà chúng ta soi Forest 2C mà có điểm rocker mà trên 6 điểm thì nguy cơ tái xuất huyết là cao. Còn nếu dưới 6 điểm là chúng ta có nguy cơ xuất huyết thấp và chúng ta hoàn toàn có thể điều trị ngoại trú được. Vấn đề hồi sức, chưa khi trong lúc chờ truyền máu thì các loại dung dịch chúng ta có thể sử dụng có vai trò tương đương nhau. Như vậy chúng ta sẽ chọn những cái dung dịch rẻ tiền, thí dụ như muối đặc trương chẳng hạn, hoặc rangenatat, hoặc là natri clorua 9/1000. Còn truyền máu chúng ta vẫn ưu thế về truyền máu hạn chế trong những trường hợp không có bệnh lý mạch vành. Còn đối với những người có bệnh lý mạch vành thì chúng ta truyền máu rộng hơn, đó là huyết sắc tố khi dưới 90 gram/lít. Còn vấn đề truyền tiểu cầu thực sự là không có tác dụng đối với những người mà xuất huyết tiêu hóa do rát dạ dày tá tràng mà có xuất huyết tiêu hóa. Đặc biệt là chúng ta phải lưu ý nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ huyết khối và dẫn đến tử vong ở những đối tượng này. Đối với những người mà có nguy cơ cao, đội xuất huyết tiêu hóa có nguy cơ cao, thí dụ chúng ta thấy rằng những người mà điểm rocker cao hoặc là Black Fox cao chẳng hạn, hoặc là chúng ta những cái người mà chúng ta nội soi đơn giản là Forest 1A, 1B rồi 2A, 2B chẳng hạn, thì những trường hợp này chúng ta phải sử dụng PPI liều cao gấp đôi. Sau khi 3 ngày rồi thì chúng ta vẫn phải dùng trong 2 tuần so với những người bình thường. Và nội soi thì theo khuyến cáo chung thì người ta cho rằng là trong 24 giờ là đủ. Nhưng thực tế lâm sàng và cũng như chia sẻ các đồng nghiệp của Nhật thì chúng tôi vẫn thuận tình. Nếu trong trường hợp nội soi cầm máu có khả năng, chúng ta ở những điều kiện có thể làm tốt thì chúng ta vẫn chủ động nội soi sớm. Các phương pháp cầm máu thì hemospray là một phương pháp tạm thời. Hiện nay người ta xu hướng có, hôm nay chúng tôi không nói về những cái tổn thương xuất huyết tiêu hóa mà do những khối u, chính vì vậy mà người ta thấy có vẻ thiên hướng hemospray và những cái đó thì tốt hơn. Còn đối với những tổn thương do loét mà tổn thương full do các tổn thương mạch máu, thí dụ như Forest 1A hoặc là tổn thương Lianophore thì hemospray sẽ có cái tỷ lệ tái xuất huyết rất cao. Rồi một phương pháp nữa là phương pháp overclip scope thì cũng có thể ứng dụng trong những trường hợp thất bại những trường hợp máu trước, mặc dù giá thành hơi cao. Và coagrapper đối với tất cả những cái người, các bác sĩ nào mà làm ESD thì đây là một cái phương pháp mà tương đối thuận tiện, bởi vì trong ngành lâm sàng chúng tôi là những người đã thực tế đã làm cầm máu bằng phương pháp này, thì ở đâu chúng ta cũng có thể tiến hành làm được. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn bài báo cáo chia sẻ của tiến sĩ Vũ Trường Khanh, một bài báo cáo rất là thực hành lâm sàng, sẽ giúp quý vị sẽ nhìn lại cái những cái bệnh nhân xuất huyết trên rồi chẩn đoán điều trị làm sao thì sẽ có được cái thông tin mới từ hội nghị hôm nay cho cái thực hành lâm sàng của mình. Sau đây thì là cái chương trình chuyển sang cái chương trình thảo luận. Thì trong trong cái quá trình mà báo cáo thì quý vị có những cái câu hỏi nào thì sẽ xin gửi về cho ban tổ chức để tiến sĩ Vũ Trường Khanh sẽ trả lời. Thì chúng em cũng đã nhận được một số câu hỏi từ các cái quý vị bác sĩ, giáo sư bác sĩ, dược sĩ từ các cái đầu cầu. Xin hỏi tiến sĩ Vũ Trường Khanh. Thì câu hỏi thứ nhất là sau khi xử trí xuất huyết trên bằng PPI đường tiêm truyền liều 80+8 duy trì bằng PPI đường uống thì trong vòng 14 ngày hay 28 ngày liều một viên 40mg hay là hai viên sẽ tốt hơn? Dạ vâng. Như phần trước tôi đã trình bày rồi, đối với những yếu tố đối tượng mà nguy cơ cao, thí dụ trên lâm sàng mà nguy cơ tái xuất huyết cao thì ta phải dùng liều gấp đôi. Thì họ trong cái nghiên cứu thì họ chứng minh là trong ít nhất là 2 tuần, tức là sau đó thì sẽ giúp cho cái tỷ lệ tái xuất huyết nó sẽ tốt.
Như vậy thì rõ ràng trên thực tế lâm sàng ấy, đôi khi nó cũng là còn là ranh giới. Thí dụ những trường hợp mà ta không thể nói ra đây là thực sự nguy cơ cao hay chưa chưa cao. Thế thì thực ra PPI cũng không có gì là độc hại nếu chúng ta dùng liều gấp đôi. Thì trong những trường hợp mà ta cẩn thận thì ta cũng có thể sử dụng liều gấp đôi được. Đấy, bởi vì cũng giống như các tác giả trong cái đồng thuận nghiên cứu có nói rằng là mặc dù cũng nói rằng là xuất huyết tiêu hóa ở người không có tiền sử mạch vành, nhưng mà không phải thật sự tất cả những cái người đấy họ không bản thực sự là họ không có bệnh mạch vành, mà chẳng qua là vì bệnh mạch vành nhưng chưa có biểu hiện triệu chứng thôi. Đấy, chính vì xuất huyết tiêu hóa xong mới biểu hiện triệu chứng đấy, mới là điều tại sao mà người ta đưa cái giới hạn trước đây là truyền máu là 70 gram, bây giờ lên là 80 gram là như vậy. Đấy, thì họ không có bằng chứng cụ thể nhưng mà rõ ràng là về mặt suy luận là họ đang có vẻ ủng hộ như thế. Chính vì vậy mà trong cái guideline thì người ta có đưa như vậy. Thế còn về mặt quay lại cái vấn đề sử dụng PPI thì tôi cho rằng những trường hợp mà ta thấy có nhiều yếu tố nguy cơ rồi, đặc biệt là những người lớn tuổi hay cái gì đó mà chúng ta thấy rằng mà có nguy cơ tái xuất huyết cao chẳng hạn, thì chúng ta nên là chiều gấp đôi. Đấy, thì còn sau đó thì tùy, sau đó thì bởi vì là đấy mới là 4 tuần. Còn sau 4 tuần thì thí dụ như mà trong trường hợp mà anh vẫn phải dùng aspirin chẳng hạn, thì lúc ấy anh có thể dùng với liều liều tiêu chuẩn thôi, không nhất thiết phải dùng liều gấp đôi nữa. Vâng. Câu hỏi thứ hai, có nên truyền erythromycin trước khi nội soi ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên hay không? Và nếu mà dùng thì dùng liều như thế nào? À, tôi thì thật ra là các guideline thì sướng đấy về mặt lý thuyết thôi, bởi vì tôi là những người đi chuyên về nội soi thì tôi thì cũng không tán thành cái chuyện đấy. Bởi vì thực tế như thế này này, cái chuyện mà cái cục máu đông ở trong đấy, cái tư thế bệnh nhân khi mà chúng ta nội soi chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi được, bởi vì là cái hố mà nó đọng máu ấy, thì bao giờ nó cũng ở vị trí thấp nhất. Thế thì bình thường mà khi ta nội soi ấy, ta cho bệnh nhân nằm nghiêng, nhưng bây giờ chúng ta có thể cho bệnh nhân nằm ngửa. Đấy, chính vì vậy mà các nước thì cứ bảo là truyền sử dụng erythromycin ấy, chứ còn chúng tôi thì chúng tôi thấy là chúng tôi hoàn toàn cầm máu được. Bởi vì sao? Có những trường hợp xuất huyết tiêu hóa mà không phải nó lách dạ dày tá tràng đâu, do vỡ dạ ăn vỡ tĩnh mạch phình vị nó ngập máu lên, chúng tôi vẫn có thay đổi tư thế mà chúng tôi vẫn vừa hút vẫn làm được. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng không nhất thiết phải sử dụng như bằng cái phương pháp này. À, vậy nên là thành ra là kinh nghiệm mà sử dụng erythromycin là chúng tôi không có, nhưng mà sự thật thì nếu mà ai mà sử dụng erythromycin rồi đau quặn bụng biết rồi, chúng ta đã biết rằng những tác dụng phụ của nó rồi, nhưng mà chúng tôi thì tôi thấy rằng đến đối với các nhà nội soi ấy, chúng ta có thể thay đổi tư thế bệnh nhân là việc này làm rất hữu hiệu. Còn nếu mà trong trường hợp mà những trường hợp mà chúng tôi đã xem rồi, phình vị mà nó chảy phun ngập máu thì anh có cho cái thuốc gì vào chăng nữa thì cũng không thể đẩy được xuống hết, nó vẫn đầy máu trong dạ dày. Còn những trường hợp ít thì ta có thể nghiêng nó đi được, thay đổi vị trí. Dạ. Có câu hỏi tiếp theo thì một bác sĩ hỏi tiến sĩ cho biết là trong cái điều trị mà xuất huyết trên trên cái bệnh nhân mà bị giảm xuất huyết giảm tiểu cầu thì trong cái trường hợp đó thì người ta cũng thường dùng những cái corticoid liều cao như pestolone hoặc dexamethasone để điều trị, thì ở những bệnh nhân này thì có cái chống chỉ định gì hay không, hay là có lưu ý gì không? Thực ra này nếu không có PPI ấy, thì nó cái nguy cơ nó sẽ liền sẹo rất là nó sẽ lâu. Chứ còn chúng ta thì cứ thấy corticoid thôi, chứ mà corticoid không sợ lắm đâu. Chính ra NSAID, chính ra aspirin mới là điều đáng sợ. Nhưng mà đến aspirin và NSAID người ta còn không sợ khi chúng ta có PPI. Thì đến corticoid nếu thật sự cần chúng ta vẫn cứ dùng, không nhất thiết phải dừng. Một câu hỏi cũng rất là thực hành lâm sàng. Sau bao lâu thì bệnh nhân bắt đầu chế độ ăn trở lại ở cái bệnh nhân xưa thơ trên? À, vâng ạ, thế này cái câu này thì rất là hay trên lâm sàng. Thế thì hiện nay mà nếu mà chúng ta nếu chỉ đọc trên sách vở lý thuyết hoặc nghiên cứu thì rất ít tác giả nói rằng khi nào, nhưng mà người thì theo chúng tôi là kinh nghiệm lâm sàng như thế này, đối với những bệnh nhân mà nguy cơ xuất huyết tái xuất huyết cao, thí dụ ta nội soi xong mà thấy Forest 1A 1B chẳng hạn, hoặc là thậm chí là 2A 2B, tức là nguy cơ xuất huyết tiêu hóa nó rất là cao, thì ít nhất cũng phải 6 giờ hãy cho ăn uống gì cả. Còn nếu không có họ bị ăn khô miệng quá thì chúng ta cũng chỉ cho bệnh nhân nhấm nước chanh thôi, bởi vì nhỡ ra chúng ta còn can thiệp, chứ nếu mà chúng ta cho ăn cháo vào rồi thì đến lúc cũng chảy máu ra thì vô cùng khó làm. Vậy nên đó ít nhất cũng phải là 6 giờ đấy, nếu mà chúng ta không thấy. Còn thật ra thì nguy cơ tái xuất huyết nó nhiều nhất là trong vòng 3 ngày đầu. Thế nhưng mà theo chúng tôi thì độ khoảng 6 giờ thì bắt đầu là chúng ta có thể là sử dụng được nếu không thấy tái xuất huyết. Tất nhiên thì không có gì là tuyệt đối, thì trong thì trường hợp chúng ta sẽ áp dụng. Tiếp theo một câu hỏi nữa thì theo khuyến cáo trong cái chẩn đoán điều trị xuất huyết trên của Hội Khoa Thuốc Việt Nam ấy, thì mình sẽ dùng cái liều cao PPI trong vòng 3 ngày 80 cộng 8, sau đó thì duy trì trong vòng 28 ngày.
Nếu mà sau khi điều trị 3 ngày mà bệnh nhân vẫn còn đi ngoài phân đen nhưng mà huyết động thì khá là ổn định thì theo tiến sĩ thì có cần cái điều trị cái BBI mà liều liều cao kéo dài hơn hơn 3 ngày hay không? Và nếu mà có thì theo tiến sĩ cho biết cái kinh nghiệm. Vâng, theo chúng tôi thì như thế này. Sau 3 ngày thì thực ra thế này này. Các cái BBI thì sau khoảng 3 đến 5 ngày nó có tác dụng tối đa. Khi nó có liều tích lũy rồi. Chính vì vậy mà cái sau 3 ngày rồi 5 ngày thì có ta có kéo dài thì cũng chỉ nên đến 5 ngày thôi. Nhưng mà sau ấy ta phải dùng nhiều gấp đôi. Chứ đừng ta dùng nhiều, tức là nó như vậy thì rõ ràng là những cái ca đấy là ở nguy cơ tái xuất huyết cao. Thí dụ như bây giờ ta có thể là không dùng được, không hoặc có uống viên cũng được. Hiện nay các đồng thuận người ta cũng cho uống ngày 2 viên cũng được. Trong những trường hợp mà ta không có tiêm, còn nếu có thì ta tiêm một ngày 2 lần thì là được. Nhưng mà tôi phải xin lưu ý như này, trên thực tế lâm sàng như này, tôi đi buồng thì có một số bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa cứ thấy nó rỉ rả rất nhiều, bởi vì sao, chúng ta chỉ chăm chăm vào cái chuyện nội soi nó điều trị mà chúng ta không điều trị người bệnh, người già suy kiệt, ăn uống dinh dưỡng kém, protein máu khi hỏi ra là 50 55 thì làm sao mà có thể liền được. Thế thì ta cái vấn đề đấy phải là dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì có thể là dinh dưỡng tĩnh mạch vì chưa ăn được nhiều thì cho dinh dưỡng, còn nếu mà ta không đảm bảo được vấn đề dinh dưỡng ấy, thì dù có dùng PI nhiều như thế nào nó cũng không thể lành được, bởi vì nó không thể nào tạo mô được. Chính vì vậy mà trong trường hành lâm sàng chúng ta phải hết sức lưu ý điều trị là vấn đề dinh dưỡng cho người bệnh nữa, ngoài cái PPI liều cao rồi là tất cả phương pháp cầm máu. Bởi vì có những bệnh nhân chúng tôi thấy là cầm đi cầm lại, nhưng mà khi mà đi buồng thì tôi giật mình là bởi vì thấy sao họ suy kiệt như thế này thì làm sao họ có thể lành được. Thì đấy là cái lâm sàng tôi xin chia sẻ. Một câu hỏi nữa cũng khá liên quan đến lâm sàng, thì đấy là trong cái điều trị dựa trên thì cái PPI khuyến cáo thì mình sẽ dùng là truyền liên tục, nhưng mà ở những cái tuyến huyện như chúng tôi không có những cái bơm tiêm điện nó thiếu thì tiêm cách giờ cũng liều cao thì có tốt hay không, xin tiến sĩ chia sẻ. Vâng ạ, hôm nay thì trong phần này chúng tôi không nói trọng tâm về cái đó, nhưng mà trong một số nghiên cứu trước, bài trước của chúng tôi đều có rồi. Thực ra thì từ năm 2000 đồng thuận 2018 châu Á Thái Bình Dương người ta đã đưa rồi. Nếu trong những trường hợp ở những nơi nào mà không có điều kiện để chúng ta, thậm chí là không có điều kiện để dùng thuốc tĩnh mạch thì người ta dùng liều cao nhưng mà uống cũng được. À, chính vì vậy mà nếu ta có tiêm rồi thì an toàn, không có sao cả. Còn nếu tất nhiên là nếu ta duy trì được phương pháp mà truyền liên tục như này thì đấy là lý tưởng nhất. Và họ nói rằng nếu trong điều kiện chúng ta không thể có tối ưu thì chúng ta có thể làm tiếp tục với liều cao, thậm chí kể cả uống. Có một câu hỏi nữa cũng liên quan đến sơ tiêu hóa trên nhưng mà là do sơ gan, thì xin tiến sĩ chia sẻ kinh nghiệm là cái điều trị BBI trong cái trường hợp này ấy, thì như thế nào, và thông thường ấy thì sau khi mà mình thắt cái varice, cái nguy cơ có thể nó chảy máu, thì dùng BBI trong trường hợp này thì nó có hiệu quả hay không? Dạ vâng ạ. Thế này ạ, trong các cái nghiên cứu mà chúng tôi đọc được ấy, trên thế giới ấy, thì và chúng tôi cũng có một số anh chị em họ đã từng làm, tôi nhớ hình như có một cái luận văn chuyên khoa 2. Thế thì trên cái cơ sở như thế này này, người ta thấy rằng là nếu mà chúng ta không dùng PPI ấy, trong những trường hợp đó ấy, thì cái có vẻ như cái ổ loét ấy nó lâu liền hơn. Nhưng mà nếu ta dùng PPI thì cái ổ loét đấy nó sẽ nhanh liền hơn. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà xuất huyết tiêu hóa mà do ổ loét ấy thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm dùng PPI. Vậy thì ta có thể cân nhắc dùng PPI. Nhưng mà chúng ta lưu ý thế này, không phải hôm nay là vì chúng ta ngồi toàn với các nhà PPI gội cạo gạo cội đây đâu mà chúng ta ưu tiên PPI đâu. Nhưng mà riêng trong sơ gan ấy, khi mà có cổ trướng thì sử dụng PPI chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì khi mà có cổ trướng thì cái khả năng mà nhiễm trùng dịch cổ trướng nó sẽ tăng lên. Vậy thì nếu mà sơ gan mà nó không có dịch cổ trướng ấy, thì chúng ta không phải đáng băn khoăn. Còn những trường hợp cổ trướng thì chúng tôi đã đọc một số cái nghiên cứu là khi chúng ta sử dụng PPI nó tăng nguy cơ nhiễm trùng dịch cổ trướng. Thế thì trong những trường hợp đấy, nếu mà chúng ta đã dùng kháng sinh dự phòng rồi thì không vấn đề gì. Còn nếu mà chưa dùng kháng sinh dự phòng thì nó nguy cơ sẽ tăng hơn. À, thêm một câu hỏi nữa xin hỏi tiến sĩ là tiến sĩ có thể chia sẻ kinh nghiệm về cái việc sử dụng phối hợp các cái loại mà thuốc cầm máu hoặc các cái dụng cụ cầm máu với nhau để làm sao hiệu quả nhất. Về mặt thuốc cầm máu thì như thế này, đối với loét dạ dày tá tràng thì đến nay là PPI là quan trọng nhất và không có thuốc nào thay thế được PPI. Và các cái thuốc khác, thí dụ trangiamin thì hiện nay không một nghiên cứu nào chứng minh được. Còn các cái thuốc khác, ví dụ như octreotide này, somatostatin ấy, những cái thuốc mà đó thì người ta chỉ dùng cho những trường hợp là điều trị xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, hoặc là những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa từ ruột non mà người ta chưa biết nguyên nhân thì người ta đứt tạm thời cho thôi. Chứ còn đối với loét dạ dày tá tràng thì các PPI vẫn là thuốc trước và sau nội soi, đối với là đấy là thuốc về điều trị.
Thế thì còn cái cây thuốc khác ấy, thì đến nay mà nói thì người ta không có khuyến cáo. Chính vì vậy mà chúng ta cũng không phải quá mất công, mất tiền để sử dụng các cái thuốc khác. Đối với trường hợp lết dạ dày tá tràng, PPI là đủ rồi. Còn diệt HP thì ta tính sau. Bởi vì lúc đang vừa xuất huyết tiêu hóa mà uống rất là nhiều thuốc thì cũng không cần thiết. À, thì chúng ta chỉ cần như thế, cộng với nội soi và chúng ta hồi sức. Nếu không phải truyền máu nữa thì thôi. À, có một câu hỏi nữa liên quan đến chảy máu tiêu hóa trên, thì ở một cái bệnh nhân mà chảy máu, có chảy máu nhưng mà vô căn, ở đây nó là vô căn, thì sau khi sử dụng nội soi BBI liều cao thì có cần tiếp tục duy trì BBI như thế nào? À, dạ vâng ạ. Đến nay thì chưa có một cái guideline nào cho chính thức là cho những trường hợp mà y gọi là idiopathic ấy, mà nổ loét mà không rõ. Nhưng người ta biết, chỉ biết rằng là khi mà người ta duy trì trong một năm chẳng hạn thì cái tỷ lệ mà tái xuất huyết và tái loét nó sẽ thấp hẳn. Chứ còn đến dừng đến bao giờ thì đến nay là một câu hỏi, bởi vì nó chưa có những nghiên cứu về đồng thuận. Thì chúng tôi cho rằng là cái đấy cũng là một câu hỏi rất hay nhưng mà rất là khó trên lâm sàng. Thì ta phải cân nhắc lợi ích giữa việc điều trị và không điều trị. Thí dụ ở một cái người mà cái nguy cơ xuất huyết nó rất quá dày thì cái vấn đề mà chúng ta duy trì thì là phải cần thiết, và duy trì bao lâu thì đến nay cũng không có câu trả lời chính xác là đến nay bao lâu thì chúng ta dừng lại. Còn nếu trong trường hợp mà cho phép thì chúng ta có thể dùng được, vì đến nay mà nói thì các cái PPI mà gây tác dụng phụ khi mà chúng ta kéo dài, đặc biệt là chúng tôi đọc được ở những người mà bị trong ngược dạ dày thực quản, người ta dùng đến 15, 20 năm ấy, thì cũng không có gì nguy hiểm lắm. Không có gì đáng ngại lắm. Thì chúng ta trong khi mà chưa hướng dẫn được thì ta chỉ biết rằng là khi dùng PPI thì nó giảm tỷ lệ tái loét, thì đương nhiên nó sẽ là giảm tỷ lệ tái xuất huyết thôi. Còn dùng đến khi nào thì chúng tôi không biết được. Có một câu hỏi nữa thì liên quan đến cái việc mà khi mà sử dụng can thiệp, thì ở bệnh nhân mà sau can thiệp visa ra chân thì cái nội soi ở thời điểm nào bệnh nhân nên nội soi gây mê tốt hơn hay là không gây mê tốt hơn trong cái việc cầm máu? Dạ vâng ạ. Thực ra tình như thế này, nếu có điều kiện mà nội soi mà gây mê được thì rất lý tưởng, bởi vì khi bệnh nhân không dãy giụa hợp tác được thì chúng ta mới có thể dễ dàng cầm máu. Còn nếu mà chúng ta mà vội vội vàng vàng thì nhiều khi rất là khó cầm máu, đặc biệt là những vị trí khó. Vị trí khó là vị trí như thế nào? Thứ nhất là tổn thương ở mặt sau của dạ dày, mặt sau của hành tá tràng, những vị trí đấy chúng ta thao tác rất là khó. Nếu mà chúng ta vội vàng mà bệnh nhân lại dãy giụa thì cái cầm máu của chúng ta thường không đạt được như mong muốn. Nếu có điều kiện chúng ta nên gây mê, bởi vì sao? Khi chúng ta khối lượng tuần hoàn sẽ chuyển máu đủ thì vấn đề gây mê không phải là chống chỉ định. Chính vì vậy mà chúng ta không có lo lắng gì cả. Còn trong những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa nặng thì mà lại có gây mê thì quá tuyệt vời, bởi vì sao? Chúng ta sẵn sàng đặt nội khí quản. Thứ nhất là bảo vệ được đường thở, máu không trào ngược vào đường hô hấp. Thứ hai là gây mê lại rất thuận lợi. Thì chúng tôi thực tế là chúng tôi vẫn làm. Mà bệnh nhân cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Có một câu hỏi tiếp theo là sau khi xuất huyết tiêu hóa trên ổn định thì bao lâu thì có thể làm được test HP? Dạ vâng ạ. Thật ra thì thế này ạ. Cái test HP ấy thì test HP thì nó có mấy cái test chúng ta hay làm trên lâm sàng. Cái test thứ nhất mà chúng ta hay làm ấy, đó là chúng ta làm claw test, tức là trong nội soi. Nhưng mà thường các bác sĩ mà đang có xuất huyết tiêu hóa thì các bác sĩ không cấu ra. Nhưng mà nếu mà cấu ra thì thực ra tỷ lệ nó cũng cao đấy. Nghiên cứu của anh Quách Trọng Đức nó cũng cao chứ không phải thấp đâu. Tuy nhiên thì thường bác sĩ là không lấy. Thế thì thường thì chúng ta có thể chờ sau đó thì có hai khả năng. Một là chúng ta làm test thở. Test thở thì bệnh nhân khỏe mạnh hoàn toàn rồi thì chúng ta làm quét thở. Đấy. Hai nữa là chúng ta điều trị hết đợt rồi chúng ta điều trị HP. Ví dụ một tháng sau bắt đầu ta quay lại ta điều trị HP thì chúng ta sẽ nó sẽ dễ dàng hơn. Chứ còn nếu bây giờ vừa xong vừa ra viện xong thì mà nó không chưa thích hợp thì bởi vì sao? Trong hôm nay thì chúng tôi không đưa ra, nhưng mà trong các nghiên cứu họ cho rằng là diệt HP trong vòng 120 ngày là được, sau 120 ngày thì làm tăng tỷ lệ tái xuất huyết, còn trong 120 ngày là được. Vậy thì cũng không có vội gì vã gì cả. Nếu tiện thì các anh chị thấy là lâm sàng hết rồi, đi ngoài phân vàng hết rồi thì chúng ta làm. Và còn nếu không thì mặc dù về mặt lý thuyết là xuất huyết tiêu hóa là ta dùng PPI rồi, dùng PPI rồi thì nó sẽ làm tỷ lệ nó sẽ dương tính giảm, quyết âm tính giả, nhưng mà người ta phát hiện bằng HP mà thấy dương tính thì ta vẫn diệt thôi, không sao cả. Còn trường hợp nào âm tính thì ta phải kiểm tra sau khi ta dừng PPI và dừng kháng sinh đúng theo quy định mà 4 tuần. Một câu hỏi nữa cũng khá là thực tế, thì bác sĩ nói là em có một số bệnh nhân nữ xuất huyết tiêu hóa tá tràng tái phát nhiều lần, HP âm tính, không dùng NSAID, bệnh nhân vẫn duy trì Nexium dự phòng nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có cái tái xuất huyết tiêu hóa, thì em cần làm gì thêm cho bệnh nhân và thời gian dùng PPI dự phòng
kéo dài bao lâu? Thì tiến sĩ cho biết. Vâng ạ, cái này thì chúng ta phải xem lại một chút đấy, bởi vì chúng ta ít quan tâm. Crohn thì ít, nhưng mà hội chứng Zollinger-Ellison là ta ít để ý. Thế thì cái phương pháp mà xét nghiệm bây giờ một số nơi có xét nghiệm được gastrin rồi. Thế thì tổn thương này thì nó có Zollinger-Ellison thì cũng có lâm sàng điển hình, nhưng có lâm sàng không điển hình. Lâm sàng điển hình là gì? Bệnh nhân có hay đi ngoài phân lỏng, đi ngoài phân lỏng nhiều, rồi là có những tổn thương nhiều ở loét, ở tá tràng, thì nó có thể là Zollinger-Ellison. Nhưng mà cái chắc chắn thì chúng ta phải xét nghiệm gastrin trong máu. Nhưng hiện nay thì các nơi, một số nơi đã xét nghiệm được rồi. Thế nếu mà ta loại trừ thì ta có thể làm những cái đó. Còn nếu trong trường hợp mà xét nghiệm rồi mà tất cả loại trừ hết, không có gì nguyên nhân nữa thì rất là khó. Cái trường hợp đấy là rất khó. Yeah. Thì ta đành phải cái điều trị thôi. Điều trị lúc nào xuất huyết thì lại phải điều trị thôi. Yeah. Một câu hỏi nữa thì cũng em thấy cũng rất hay. Và xin tiến sĩ cho biết cái hướng dẫn sử dụng BBI trong cái xuất xuất tiêu hóa do loét dạ tràng ở bệnh nhân mà chạy thận nhân tạo. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Thật ra thì nó cũng không gì đặc biệt đâu, vì các cái này nó chuyển hóa mà. Vấn đề chuyển hóa thì chủ yếu là chuyển hóa tại gan thôi. Thế do đó những cái này, trường hợp này thì nó cũng không gì đặc biệt cả. Cái liều chúng ta cũng không phải thay đổi đâu. Một cái câu hỏi nữa là bệnh nhân 45 tuổi có không có bệnh nền khác, bị suy tiêu hóa trên do chảy máu ở loét dạ dày, đi ngoài phân đen lớn hơn 10 lần, khi vào viện nôn 700 lít máu, mạch 120, huyết áp 70/40 mmHg thủy ngân, xét nghiệm hemoglobin là 90 gram lít, thì có nên truyền khối hồng cầu hay không? Dạ vâng ạ. Thế này ạ, chúng ta cũng phải hiểu về trên lâm sàng cái này. Nếu bệnh nhân ấy mà xuất huyết tiêu hóa ấy, mà cái nguy cơ mà ta tiên lượng nó có đang chảy tiếp, thì ta không phải chờ đến lúc nó dưới 70, 80 đâu, mà chúng ta có thể chảy truyền sớm hơn nữa. Bởi vì thí dụ như bây giờ chúng ta trông cái xuất huyết tiêu hóa mà chúng ta vào nhìn thì nó đang chảy máu không thành tiêm, mà ta can thiệp thì không cầm được máu, thì sớm mà đi truyền thôi, chứ đừng chờ nó tụt xuống là lúc nữa là chúng ta không kịp làm gì đâu ạ. Thế còn nếu mà ta cầm được máu rồi thì ta có thể bình tĩnh hơn, nhưng mà nếu mà chúng ta không cầm được máu chẳng hạn thì lại câu chuyện lại khác, là lúc ấy lại phải hồi sức là chính, lại phải truyền máu ưu tiên, chứ không phải ta lại bảo lý thuyết là vì còn đang trên 90 thì không truyền được. Dạ. Một câu hỏi gần như cuối cùng đó là cái hai cái bảng đánh giá, đó là bảng mà Forest và Rocco, thì hai cái bảng đấy thì các bác sĩ trong cũng hay dùng trong cái lâm sàng, thì xin tiến sĩ cho biết là cái nên sử dụng cái nào thì tốt hơn, hay là sử dụng cả hai cái? Thế này ạ, bởi vì là cái bảng Rocco thì nó có hai loại. Rocco nó có lâm sàng và có nội soi, thì trong nội soi nó đã có yếu tố nguy cơ cao rồi, thì cái Rocco là rất là hữu hiệu. Nhưng mà chúng tôi hôm nay tại sao tôi mới muốn giới thiệu là tại sao người ta lại phối hợp giữa Forest và Rocco là để làm gì? Là bởi vì là đối với Forest 2C, thí dụ một bệnh nhân vào viện sau 2-3 ngày xong thì tất cả nó tốt lên rồi, nhưng mà soi lên như vậy người ta đã quyết định đã ra ngay chưa, bởi vì nó có thể tái xuất huyết. Thế nhưng mà nếu điểm Rocco mà nó thấp ấy, thì ta yên tâm mà ra. Còn nếu điểm Rocco mà nó còn cao ấy, thì lúc đấy ta phải cẩn thận, không có ra về cái thì hôm sau lại có nhập viện. Câu hỏi cuối cùng dành cho tiến sĩ đó là những trường hợp mà nhồi máu cơ tim thứ phát sau suy tiêu hóa trên, thì xin ý kiến của tiến sĩ. Sau nhồi máu cơ tim ạ? Vâng. Dạ vâng. Dạ, nhồi máu cơ tim thứ phát sau suy tiêu hóa. Vâng ạ. Dạ. Vâng ạ. Thì ở thực ra thì đấy, chúng ta người ta tất cả các đồng thuận trên đấy, người ta bảo không thể chia gọn ngành rạch ròi được giữa người có mạch vành và không mạch vành, bởi vì vẫn có một tỷ lệ những người mà bình thường chưa phát hiện được mạch vành, nhưng mà suy tiêu hóa xong thì bắt đầu hội chứng mạch vành cấp nó xuất hiện, hoặc là nhồi máu cơ tim nó rõ. Vậy thì chính vì vậy chúng ta phải xem yếu tố nguy cơ. Ví dụ mặc dù là hiện nay nhồi máu cơ tim có thể xuất hiện ở những người rất trẻ, thậm chí trên 40, dưới 40 tuổi, nhưng mà những người ví dụ như ta thấy nhiều yếu tố nguy cơ hơn thì không nhất thiết ta phải chờ 60, thì ta phải truyền máu mạnh dạn cao hơn một tí. Ví dụ một người hút thuốc lá lại béo này, thế thì có khi là người ta chỉ được khoảng chấp chỉ 50 thôi, nhưng có thể là cái nguy cơ nhồi máu cơ tim người ta lại có rồi. Thế đấy, thì chúng ta phải xem cân nhắc đấy, là thực hành lâm sàng mỗi bác sĩ phải quyết định. Như vậy là chúng tôi cũng nhận được khá nhiều câu hỏi. Hiện tại thì vẫn còn câu hỏi, nhưng mà thời lượng của chương trình hội thảo hôm nay cũng đã hết. Thì xin thay mặt cho AstraZeneca Việt Nam, ban tổ chức, xin được gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý vị giáo sư, bác sĩ, dược sĩ cũng đã dành cái buổi trưa rất là quý báu để tham dự cập nhật thông tin từ hội nghị này. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Vũ Trường Khanh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật Bệnh viện Bạch Mai, cũng đã
đồng ý soạn bài để chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái thực hành lâm sàng cũng như là một số cập nhật trong cái tuần lễ tiêu hóa Mỹ DDW 2021 vừa qua. Và chúng tôi cũng hy vọng cái hội nghị này cũng mang đến cho nhiều cho các quý vị nhiều thông tin mới và bổ ích, và đặc biệt là trong cái thực hành lâm sàng giúp bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Và AstraZeneca thì cũng xin hứa sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trong cái làm sao mà nâng cao được cái chất lượng điều trị thông qua những cái việc cung cấp thông tin khoa học. Và hy vọng là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ làm tiếp những cái hội nghị để cung cấp thêm những cái thông tin cập nhật từ tuần châu Âu Mỹ cho những cái bệnh lý khác như là trào ngược đại thực quản hoặc là bệnh lý mà diệt Helicobacter pylori. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ sức khỏe trong cái đại dịch COVID này. Xin cảm ơn. Vâng, chúng tôi cũng lời cuối cùng rất là xin cảm ơn tất cả quý thầy các cô đã tham dự cái buổi mà chia sẻ hôm nay. Cũng cảm ơn công ty AstraZeneca, cảm ơn anh Hoàng Sơn Trà đã cùng với chúng tôi hôm nay để có một cái buổi hội nghị tuy là trực tuyến thôi, nhưng mà tôi hy vọng rằng qua cái buổi hôm nay chúng ta cũng ít nhiều có được áp dụng vào trong lâm sàng. Đây là những điều gì mà chúng tôi cho rằng là chúng tôi đã và đang áp dụng trong lâm sàng từ những hội nghị cũng như từ những cái